Shikamaru, bộ não của làng cánh tay đắc lực của Naruto, lại bị nớp thảm trong Boruto. Tuy nhiên, sau bao màn ca thời thán đất đến độc giả, ngày cuối cùng cũng đã lượm lại cái não của mình khi phát hiện ra vô số điểm đáng ngờ đến từ thân phận của Boruto lẫn Kawaki. Dân chúng vui mừng, fandom hát vang. Thế nhưng, mọi thứ có thật sự chỉ đơn giản như vậy? Hay cuối cùng Shikamaru cũng chỉ như con tốt bị cái khác nắm dây điều khiển, hệt như cái cách anh vẫn luôn bị giảm mức IQ cho phép suốt khoảng thời gian Boruto diễn ra? Vì anh em hãy thử nhớ lại xem đi, lý do khiến Shikamaru quay xe là gì? Chính xác, nó không ai khác ngoài Amado, khi mà bất kỳ thế lực nào đủ sức gây ảnh hưởng lên thế giới hiện đều có dấu tay của ông đặt đến. Vậy rốt cuộc Shikamaru đã thực sự giác ngộ hay Amado mới là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện? Hôm nay mời các bạn cùng mình tìm hiểu sự thật đằng sau hành động của Shikamaru trong Boruto nhé. Let's go. Bắt đầu video, các bạn đừng quên ghé qua shop BH Studio Thế Giới Anime ở link dưới phần mô tả ở bình luận để tặng ngay cho mình những cái pack anime, những cái poster siêu xịn nha các bạn nhé. Pack anime One Piece của bên mình là nhập chính hãng từ Bandai Nhật Bản luôn nha. Khi mua thì các bạn nhớ add mã giảm giá là được free ship các bạn nha. Thái độ trước đây của Shikamaru, như đã thấy ở chapter 6 True Blue Vortex, anh em Shikamaru con như thể được trào ra khỏi hang khi Hokage đại bát lâm thời này dần dần phát hiện ra sự sai lệch trong ký ức của mình. Ngay lập tức anh triệu hồi Ino đến, lệnh cô phải tuyệt đối giữ bí mật toàn bộ mọi chuyện diễn ra tiếp theo, và nó chính là liên lạc trong Boruto. Phải biết thời điểm này cậu đang tồn tại dưới cái mác tội phạm truy nã khắp nơi, thậm chí đến mức phải bị loại trừ ngay lập tức mà không cần phải đem về đảng suy xét. Thế nhưng Shikamaru vẫn quyết tâm liên lạc với thành niên Bồ, đủ để chứng minh anh tin tưởng vào suy luận của mình như thế nào. Vì nếu việc này mà sai thì anh, một kẻ lãnh đạo của làng chẳng khác gì tên phản trắc thông đồng với kẻ thù Konoha lẫn giới nhẫn giả. Trách nhiệm này không đơn giản chỉ mới anh gánh chịu mà nó còn liên lụy đến những cư dân thuộc làng lá. Vậy nên khi thấy một Shikamaru quyết đoán như vậy, chúng ta đã quá vui mừng, vui đến mức bỏ quên những suy nghĩ của anh trước đó, và chẳng đề cập đến việc này không phải do anh suy diễn có chủ đích, mà là vì tồn tại một kẻ khác đứng sau thao túng khiến anh phải nghĩ theo cái hướng đó. Để hiểu vì sao tôi lại nói như vậy và có phần gay gắt với sự trả lại của Shikamaru thì chúng ta hãy cùng nhìn xem thái độ trước đây từ ngày đệ bát lâm thời này nhé. Theo đó, tại chapter 1, sau 3 năm time skip, ta có thể thấy Shika đã được bổ nhiệm tạm thời làm Hokage gánh cái làng L này. Anh chắc chắn gần như không có ngày nào được nghỉ ngơi kể từ sự kiện Boruto giết ngày đệ thất xảy ra. Khác với độc giả mang góc nhìn thượng đế để biết được mọi thứ ở trên, Shikamaru chỉ đơn giản bị sửa đổi ký ức và mặc định Boruto là kẻ đã giết Naruto, còn Kawaki mới chính là con ruột ngày đệ thất. Anh em cũng nhìn ra được thái độ của anh này khi vô cùng gay gắt, gần như 100% muốn tiêu diệt Boruto ngay lập tức. Bất chấp lời nói của Sarada và thậm chí tranh cãi giữa hai bên dâng cao đến mức anh dọa sẽ luôn mãi ở mức rank Genin. Và đây, thông qua cuộc tranh luận giữa cả hai, có thể thấy chuyện này diễn ra thường xuyên hơn chúng ta biết. Bởi một Sarada vốn không hề bị ảnh hưởng bởi thần thuật toàn năng, sẽ luôn bảo vệ cho bố lẫn bạn trai mình. Còn Shikamaru thì ngày nào cũng phải đối mặt với áp lực quan hệ cùng truy sát Boruto, nên việc cả hai tranh cãi hoàn toàn có thể hiểu được. Cũng không thể trách được anh, chỉ trách tác giả khiến thần thuật nó ghi đè lên quá khó đoán. Trong mắt anh thì Kamaru đã chứng kiến Kawaki chính là con ruột của Naruto, bất chấp những điểm bất thường từ cơ thể, nay đã bị ghi đè lên mất. Khởi nguồn cho sự chuyển đổi, một người đối chọi gay gắt đến thế nhưng lại quay ngoắt 180 độ khi phát hiện ra điều bất thường, và mọi chuyện càng trở nên đáng ngờ hơn khi lý do cho sự quay xe đến gãy cả cổ này lại đến từ kẻ mà tớ chắc chắn anh em nào ở đây cũng muốn ra giao lưu vài đường với lão già ấy, đó chính là Amado. Không thể không nói, toàn bộ mọi chuyện xảy ra ở Boruto sau sự kiện Momosuke đều bắt nguồn từ cái lão này mà ra hết. Tại chapter 5, Sumire đã được một fan đổ mồ hôi hột khi nghe Amado phân tích. Dù cũng bị sửa đổi ký ức như bao cá nhân ngoài kia, nhưng ông vẫn dễ dàng tìm ra những lỗi logic không phù hợp với hiện tại. Thông qua việc cảm nhận được karma của con gái mình đang tồn tại trong cơ thể Kawaki, cùng với những tạo tác khoa học trên cơ thể cậu, ông rút kết luận rằng bản thân đã bị thay đổi ký ức một cách vô thức. Thật tình cờ và thật bất ngờ, mọi thứ ông suy diễn đều đã được thu âm ghi hình bởi các thiết bị theo dõi cho căn phòng. Nó truyền trực tiếp đến tai Shikamaru, từ đó khiến anh hệ thống lại toàn bộ thông tin và đối chiếu nó với ký ức hiện tại. Thì anh phát hiện ra mọi thứ cũng sẽ đều được giải đáp khi ta hoán đổi vị trí giữa Kawaki cùng Boruto cho nhau, dẫn đến việc quyết định âm thầm liên lạc Boruto nhằm hỗ trợ cậu trong bóng tối. Mọi chuyện ngoài mặt nó sẽ là thế. Tuy nhiên, các bạn không thấy có điều gì nó đáng ngờ ở đây sao? Ý tôi là cái mâu thuẫn tưởng chừng vô giải này, trừ khi thần thuật biến mất, lại dễ dàng hóa vây chỉ từ
một cuộc nghe lén. Cần phải nhớ, Amado trong bộ truyện này được xây dựng chẳng khác gì Batman ở thế giới nhẫn giả. Chính tay lão là người đã tìm kiếm cơ thể của thần Osotsuki và cấy ghép thứ sức mạnh cấm kỵ ấy vào trong cơ thể hai chị em Daemon cùng Ada. Cũng chính ông là người đã phong ấn sức mạnh Kodo về cho rằng nếu để hắn bung lộ 100% thì nó còn vượt qua cả Chigen, kẻ vừa bón hành cho hai cặp đôi mạnh nhất thế hệ trước là Naruto và Sasuke. Một người cẩn thận như vậy, kẻ đã xông vào cấm địa tri thức của nhân loại, thực hiện nghiên cứu thứ sức mạnh toàn năng như Ada lại chẳng có bất kỳ kế hoạch địa phòng nào. Khi một trong những thí nghiệm ấy lại trở nên mất khống chế như hiện tại, một kẻ cẩn thận như ông lại tuôn ra quá nhiều thông tin quan trọng cho cô bé nhóc tí Sumire. Nghe xú vãi lên. Câu trả lời của ông vượt quá những gì cần biết của Sumire. Ông thậm chí cất công giải thích tường tận cho cô bé biết vì sao mình lại đưa ra những lập luận ấy. Đi sâu vào câu hỏi từ việc tại sao không bảo vệ Boruto thành tại sao ta đã phát hiện ra ký ức bị chỉnh sửa, trong khi Sumire không cần và cũng chả đề cập đến điều đó. Và quan trọng hơn, một nhà khoa học gia như Amado thừa sức hiểu về sự nguy hiểm của bản thân, cũng như chắc chắn thừa sức ao trình công nghệ hiện tại mà Konoha đang nắm giữ. Ý tôi là, chúng ta đang nhắc đến đám người cấy ghép sức mạnh của thần lên nhân loại ấy. Và các bạn nghĩ lão sẽ không phát hiện ra có máy nghe lén trong phòng sao? Tôi thì nghĩ là lão biết đấy. Nói đúng hơn, câu trả lời ấy không dành cho Sumire mà ông dành trực tiếp cho Shikamaru, người mà ông biết chắc chắn sẽ lắng nghe cuộc hội thoại này. Vậy nên Amado mới cất công giải thích chứng minh lập luận của mình để thông qua Sumire nhắn tiếp nhắc nhở Shikamaru rằng mọi thứ anh đang nghi ngờ từ trước đến giờ đều có lý do của nó cả. Mục đích thật sự của Amado, mọi thứ đều có nguyên do. Vậy trong chuyện này Amado rốt cuộc được lợi ích gì? Theo anh nghĩ chúng ta biết ở thời điểm hiện tại thì ngoài việc phục sinh con gái mình thông qua Karma từ cơ thể Kwagoki ra thì vẫn chưa có gì hé lộ cụ thể rõ ràng cả. Mọi thứ từ Amado rất là mơ hồ. Nó như kiểu mỗi khi cần đạt được lợi ích nào đó, lão già này mới chịu xì ra một vài thông tin từ mồm mình. Vậy nên tôi chỉ có thể suy đoán động cơ của lão thông qua những gì Amado đang âm mưu. Và đây chính là một nước đi rất đáng ngờ. Vì sao lại reo rắc suy nghĩ ký ức thay đổi vào đầu Shikamaru để ông từ kẻ thù trở thành đồng minh của Boruto? Theo quan điểm của mình, hành động này nhằm để tiến thêm một bước đẩy Kawaki vào bước đường cùng. Cho đến thời điểm này, số lượng người biết Naruto vẫn chưa chết chỉ có chị em Ada, Kawaki và cả thầy trò Sasuke, Boruto, thêm bọn Shinjuki là hết. Tuy nhiên, nếu để Sakaibo nói thì sẽ khó mà ai tin tưởng được bởi cả hai bọn họ đều đang là phản làng mà đi. Đặc biệt, gã sư phụ còn có tiền án phản làng thâm niên nữa nên tất nhiên chẳng một ai tin vào lời họ nói. Thế nhưng, nếu có thêm ngài đệ bát thì sao? Càng nguy hiểm hơn. Kichura cũng đang dần dần tìm đến cửa, hắn hoàn toàn đứng ở mặt đối lập với họ. Vậy nên tên này chẳng có lý do gì để mà lừa đảo Konoha cả. Đến lúc đó thì mọi chuyện sẽ y hệt giống những gì Daemon đề cập tại chapter 6. Thời khắc mà Chura tìm đến nàng cũng là lúc toàn bộ sự giả dối mà Kawagi cất công xây dựng nên 3 năm qua nhờ thần thuật sẽ hoàn toàn bị sụp đổ. Kể từ đó kẻ thù của hắn không chỉ giới hạn ở Boruto mà là toàn thể dân làng Konoha kèm theo lũ Shinchu. Ada sau vụ này cũng dần bớt mơ mộng về Kawaki Nốt, một mình chống mafia, không đủ sức mạnh, vậy thì hắn sẽ còn lại ai? Anh em đoán đúng rồi đấy, đó là Amado. Lão cáo già này hoàn toàn nằm ở phe riêng biệt. Lão trợ giúp Konoha chỉ vì hiện tại mục tiêu của họ không hề xung đột với ý nguyện hồi sinh con gái của lão. Kawaki có thể sẽ phải tìm đến Amado cầu xin sự trợ giúp từ lão để đánh bại toàn bộ kẻ thù ngoài kia. Vì suy cho cùng, chẳng còn ai hiểu rõ cơ thể cậu hơn lão già này nữa. Và chẳng tốn nhiều thời gian để suy nghĩ, tất nhiên cái giá phải trả chính là Kawaki để Amado hồi sinh con gái mình bằng Karma lão lưu trữ trong cơ thể cậu. Nó chính xác là lý do vì sao Amado lại tự nhiên vô tư truyền rất nhiều chi tiết lại, trong khi đủ khả năng nhận thức có thiết bị theo dõi tại căn phòng. Cốt yếu chỉ để dồn Kawaki hết đường mà phải miễn cưỡng hợp tác với bản thân mình. Và Shikamaru thì cũng chỉ là con bài giúp lão thực hiện ước mơ hồi sinh con gái của lão mà thôi. Theo các bạn thì nó có đúng như vậy hay không? Hãy comment dưới kênh bên dưới. Và đừng quên lại cho mình một like, share và đăng ký kênh. Nhấn các bạn nút chuông nhỏ để cho tốc độ ra video được nhanh lên x10 lần các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Peace.